Xin kính chào quý vị quay trở lại với bản tin FBNC Việt Nam. Như FBNC vừa thông tin, tình hình cung ứng điện trong mùa khô năm nay khá căng thẳng do mực nước về các hồ thủy điện thấp hơn mọi năm. Trước tình hình đó, mới đây Tổng Công ty Điện lực miền Nam gọi tắt là EVN-SPC đã có thông báo đến 6.000 doanh nghiệp đề nghị cắt giảm 10 đến 15% lượng điện tiêu thụ trong trường hợp hệ thống điện miền Nam mất cân đối cung cầu. Thông tin từ EVN-SPC, tổng công ty này vừa có thông báo gửi đến 6.000 doanh nghiệp tại 21 tỉnh thành phía Nam, đề nghị có phương án giảm bớt di chuyển sản xuất để cắt giảm 10 đến 15% lượng điện tiêu thụ trong trường hợp mất cân đối cung cầu. Đây là nhóm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiêu thụ nhiều điện nhất, chiếm khoảng 60% sản lượng điện cung cấp mỗi ngày của EVN-SPC. Chủ yếu là các nhà sản xuất sắt thép, xi măng, tập trung ở các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Bình Dương. Tuy nhiên, EVN-SPC cho biết, trong trường hợp mất cân đối nguồn điện, đơn vị này sẽ thông báo cho các doanh nghiệp trước 5 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, trường hợp đột xuất thông báo trước 24 giờ và trường hợp khẩn cấp là 12 giờ. Dự đoán, thời điểm thiếu hụt điện trong mùa khô năm nay có thể rơi vào tháng 4, tháng 5 khi sản lượng thủy điện giảm và tháng 7, tháng 9, thời điểm ngưng cung cấp khí cho một số nhà máy điện phía Nam. Trong khi còn chưa giải quyết được những vấn đề tại Nhật Bản, tôm Việt Nam lại phải đối mặt với việc kiểm tra hàm lượng chất ethoxyquin khi xuất khẩu sang Hàn Quốc, một trong những thị trường lớn của Việt Nam tại châu Á. Tổng cục Thanh tra Kiểm dịch Động thực vật và Thủy sản Hàn Quốc gọi tắt là QIA vừa có công văn thông báo về việc nước này sẽ tiến hành kiểm tra hàm lượng ethoxyquin trong tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Thời hạn kiểm tra là một năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, với ngưỡng cho phép là 0,01mg 1kg, tương đương với mức quy định của Nhật Bản đối với tôm Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, QIA không nói rõ sẽ kiểm tra bao nhiêu phần trăm lô hàng nhập từ Việt Nam. Nhận định về vấn đề này, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, việc QIA đưa ra thông báo trên là để tránh cho các doanh nghiệp nước này gặp khó khăn khi xuất khẩu vào Nhật Bản, bởi vì nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc thường nhập khẩu tôm từ Việt Nam rồi chế biến lại trước khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Riêng tại Nhật Bản, tôm nhập khẩu từ Việt Nam đang bị kiểm tra chất ethoxyquin lên đến 100% các lô hàng, tính từ 12 tháng 6 năm 2012 đến ngày 7 tháng 2 năm 2013. Cả nước đã có 30 doanh nghiệp xuất khẩu tôm bị phía Nhật cảnh báo vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm về dư lượng hóa chất kháng sinh như ethoxyquin, anthraflosaxin. Ngoài ra, tôm Việt Nam còn đang đứng trước nguy cơ bị áp thuế chống trợ cấp tại Mỹ. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh không ít doanh nghiệp phải cố gắng chèo chống mới có thể vượt qua khó khăn, thì việc nghĩ đến một giải thưởng nào đó dường như là chuyện ảo tưởng. Thế nhưng với các tiêu chí của cuộc thi giải thưởng báo cáo phát triển bền vững dành cho doanh nghiệp niêm yết lần đầu tiên được phát động, những doanh nghiệp kinh doanh không có lãi, thậm chí bị lỗ, vẫn có khả năng được vinh danh. Khẳng định này được Hội đồng xét chọn giải thưởng công bố ngay tại buổi họp báo hôm 19 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển bền vững còn gọi là tăng trưởng xanh là chủ trương nhằm cổ động doanh nghiệp không chỉ quan tâm tới mục tiêu lợi nhuận mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái. Giải thưởng báo cáo phát triển bền vững là một giải thưởng độc lập nằm trong khuôn khổ của bình chọn báo cáo thường niên năm nay. Do được chọn ra từ các báo cáo thường niên với các tiêu chí không căn cứ vào kết quả kinh doanh, nên doanh nghiệp được giải báo cáo phát triển bền vững có thể là doanh nghiệp làm ăn không có lãi, thậm chí bị lỗ. Dẫn lời một nghiên cứu được cung cấp từ công ty tài chính quốc tế IFC, đại diện hội đồng bình chọn, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thơ, trưởng khoa tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng điều này không hề mâu thuẫn với ý nghĩa của giải thưởng và đây có thể được xem như một điển hình thú vị, đáng để vinh danh và xa hơn có thể giúp cho doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi trong thương trường sau này. Là những nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng là những cái công ty mà trước và sau sự kiện được cái giải thưởng hay là được cái tiêu chí công nhận là phát triển bền vững thì cái hiệu quả là Andrew Sherman có nói rồi, nó sẽ làm tăng cái thành quả của doanh nghiệp lên, nó sẽ là thu hút cái nguồn vốn rẻ, thu hút nhân tài, vân vân. Ông Andrew Sherman đã nói cụ thể thế này nè, là nó sẽ làm tăng giá trị doanh nghiệp. Thì những cái nghiên cứu này nó có một số cái quốc gia cho rằng là cho ra kết quả hỗn hợp, tức là một nơi cho thấy rằng có nơi cho thấy rằng là cái phát triển bền vững nó cũng chưa có tác động gì đến giá trị doanh nghiệp, nhưng phần đông cho thấy rằng là nó tác động đến giá trị doanh nghiệp. Cũng theo hội đồng bình chọn, nghiên cứu thực tế về hiệu ứng tích cực của giải thưởng phát triển bền vững lên các doanh nghiệp sau giải thưởng này cũng sẽ sớm được công bố. Năm nay cũng sẽ là năm hội đồng chấm giải báo cáo phát triển bền vững có sự hỗ trợ chuyên môn của công ty tài chính quốc tế IFC và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA. Hạn cuối để các doanh nghiệp nộp báo cáo dự thi là ngày 15 tháng 6 năm nay. Không chỉ tắt điện một giờ là thông điệp mới mà hơn 5.000 thanh niên muốn truyền tải đến cộng đồng, không những chỉ với thông điệp tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, nhưng chương trình Giờ Trái Đất đã bước sang năm thứ 5 tại Việt Nam. Những thanh niên này đang lắp một bóng đèn huỳnh quang thay cho một bóng đèn sợi tóc tại một nhà dân. Một nhóm thanh niên khác đang trồng thêm cây xanh trong khuôn viên trường tiểu học Trần Hưng Đạo.
Trong khi đó, có những đội ngũ đang thay mái nhà cho một trường tiểu học Hoa Phượng tại huyện Bình Chánh bằng một mái lợp có tên là tấm lợp sinh thái, được tái chế từ vỏ hộp sữa, vừa kinh tế vừa thân thiện môi trường. Đây là những hoạt động nhỏ nằm trong chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2013, một hoạt động nhằm kêu gọi người dân tắt bớt đèn vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 trên nhiều quốc gia với một thông điệp chung: tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Chị Phùng Thị Ái Vân, trưởng ban tổ chức Giờ Trái Đất tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khác với mọi năm, nhiều người dân thành phố đã hưởng ứng mạnh mẽ hơn đối với các hoạt động về môi trường. Cái điều rất là vui là trước đây á, khi mà mình đi xuống như vậy, người dân thường là không niềm nở đón tiếp tụi mình đâu. Tại vì người dân thành phố thường có thói quen cảnh giác với những người lạ vào chào mời hay tiếp thị bất kỳ một cái vấn đề nào, thậm chí là phát cả cái tờ rơi như vậy. Nhưng mà với cái năm nay, khi mà tụi mình bằng đồng phục như thế này, tụi mình đi cầm những tờ rơi và cầm những cái bóng điện đến nhà dân, thì người dân đã rất là cởi mở. Và thậm chí là có những người dân còn nói rằng, à, biết rồi, cái chiến dịch Giờ Trái Đất tắt điện 1 giờ vào ngày thứ Bảy đúng hay không? Thì các bạn tình nguyện viên rất là vui. Ông Nguyễn Anh Vũ, trưởng ban quan hệ cộng đồng, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không chỉ tiết kiệm điện mà hoạt động này đang mở ra nhiều thông điệp hơn về trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường. Là điện năng của mình giảm là một khoảng 100 năm như năm 2012 là khoảng 130.000 kW. Nhưng nó đây không phải nói là về cái sản lượng mình sẽ giảm sử dụng, nhưng nó đây là mình càng ngày cái chương trình, cái chiến dịch này nó sẽ đi sâu vào trong lòng người dân hơn. Là về nâng cao thêm được cái ý thức cũng như là cái nhận thức của mình về tiết kiệm điện cũng như tiết kiệm năng lượng, để là đồng thời cũng như là tiết kiệm qua cái tiết kiệm này là để bảo vệ môi trường. Năm 2012, chỉ trong một tiếng đồng hồ tắt bớt đèn, tổng lượng điện tiết kiệm được trên cả nước là 540.000 kW điện. Ngoài ra, tại thành phố Hồ Chí Minh, tính riêng trong 3 tháng 4, 5 và 6 năm 2012, tổng lượng điện tiết kiệm sau chương trình gia đình tiết kiệm điện là hơn 400 triệu kW điện, tương đương 750 tỷ đồng. Thông tin từ ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lanco đã hoàn thành giai đoạn 1 và chính thức đưa vào khai thác. Đây là một trong ít dự án tại khu kinh tế Chân Mây Lanco hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch cam kết với tỉnh. Và tại đây đang sở hữu một hồ bơi uống khúc dài nhất Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang đứng tại hồ bơi dài nhất Đông Nam Á. Hồ bơi này có chiều dài 300 mét. Hồ bơi nằm tại dự án Laguna Lanco thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lanco tại Việt Nam hiện là dự án sở hữu một hồ bơi chung dài 300 mét. Theo Laguna Lanco, đây là một trong những hồ bơi uốn khúc dài nhất Đông Nam Á. Hồ bơi này bao quanh khắp khu nghỉ dưỡng, tùy từng khu vực và vị trí đi qua hồ bơi sẽ có chiều rộng khác nhau. Đại diện của dự án Laguna Lanco tại Việt Nam, ông Ravi Chatran cho biết, việc tiến hành xây dựng hồ bơi dài nhất Đông Nam Á tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thu hút khách du lịch cũng như sẽ tổ chức những cuộc thi bơi mang tầm vóc quốc tế tại đây. Thống kê sơ bộ cho thấy, Laguna Lanco hiện là khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn nhất miền Trung cũng như tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Tổng diện tích khu nghỉ dưỡng rộng 280 ha, bao gồm 2 resort với nhiều dịch vụ và sân golf 18 lỗ, các biệt thự riêng biệt và khu dân cư cao cấp. Hiện khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lanco đã cơ bản hoàn thành giai đoạn đầu và đưa vào khai thác hai khu vực Banjanji từ cuối năm 2012 và Ansana vào đầu năm 2013. Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, với việc đi vào hoạt động của dự án Laguna Lanco sẽ tạo đòn bẩy để thu hút khách du lịch nước ngoài tới khu du lịch Lanco Chân Mây. Đây cũng là điều kiện để thúc đẩy các nhà đầu tư khác tiếp tục xây dựng các dự án của mình tại khu vực này. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin FBNC Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ít phút nữa trong bản tin FBNC Thế Giới.